Windows Phone bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2011 và từ đó người dùng điện thoại có thêm một sự lựa chọn mới về hệ điều hành. Dù chưa sánh được với hai hệ điều hành phổ biến nhất là iOS và Android, song với tỷ lệ 20% thị phần hiện tại, rõ ràng Windows Phone đang đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách hệ điều hành di động phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, game mobile trên hệ điều hành này đa phần đều chưa chú trọng đến khách hàng sử dụng hệ điều hành Windows Phone mà thường chỉ ưu ái cộng đồng iOS và Android. Chính vì thế, trong năm 2016 vừa qua, không ít đơn vị phát hành game đã nỗ lực và thành công khi đưa những tựa game mobile hay đến thị trường Windows Phone. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Game Channel. Trong video này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu top 5 tựa game hay trên Windows Phone mà bạn nên thử qua nhé. Of Sparta. Lấy chất liệu từ thần thoại Hy Lạp, trong game chiến thuật này người chơi sẽ có dịp gặp lại rất nhiều điều quen thuộc với các game thủ, từ các vị thần như Hera, Ares, Hades cho đến các quái vật hung tợn. Tất cả sẽ có thể là đồng minh sát cánh cùng bạn trên chiến trường, hoặc ngược lại sẽ là những đối thủ đáng gờm ngăn bạn bước đến chiến thắng. Bối cảnh của tựa game này nói về cuộc chiến Hy Lạp 34 với những trận chiến kinh thiên động địa. Hy Lạp với sự giúp sức của các vị thần liệu có bảo vệ được quốc gia trước sự xâm lăng của binh đoàn 34 đông hơn ngàn lần. Tựa game hay trên Windows Phone này sở hữu đầy đủ các tính năng của một sản phẩm chiến thuật và đánh theo lượt. Game cung cấp cho người chơi một danh sách rất nhiều mục công trình để phát triển kinh tế, dân số, quân đội, tín ngưỡng tôn giáo, kỳ quan, trang trí và trợ năng. Dragon Media Legion. Dragon Media Legion là một tựa game di động trực tuyến đề tài nuôi thú ảo, có phong cách chiến đấu hấp dẫn được game lock phát hành trên cả ba hệ điều hành là Android, iOS và Windows Phone. Đến với trò chơi, bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy những chú rồng chỉ có trong truyền thuyết và tận tay chăm sóc huấn luyện chúng mới là điều đáng để mong chờ nhất. Thoạt nhìn cách chơi của Dragon Media Legion cũng giống với hai tựa game bom tấn cùng thể loại là Clash of Clans và Bombix. Là chủ một đảo rồng, bạn sẽ có nhiệm vụ xây dựng các công trình nhà ở, khu huấn luyện, học viện, nông trại, tất cả phục vụ vào công việc nuôi dưỡng và huấn luyện những chú rồng của bạn. Số lượng và chủng loại rồng trong Dragon Media Legion không giới hạn. Bạn có thể dùng hai chú rồng bất kỳ nào đó rồi thông qua tính năng sinh sản để tạo ra một giống loài mới. I am more than a man. I am a living weapon. Hero of Order and Town là một trong những tựa game MOBA đời đầu ra mắt trên những thiết bị di động nhỏ gọn. Dù đã xuất hiện khá lâu, thế nhưng game vẫn có một sức hút không hề nhỏ cũng như sở hữu lượng người chơi đông đảo. Hero of Order and Town là một tựa GMO thuộc thể loại MOBA. Trò chơi được Gameloft phát triển. Game được thiết kế tối hóa cho cấu hình và màn hình cảm ứng của điện thoại di động và máy tính bảng, cho phép game thủ trải nghiệm game mọi lúc mọi nơi và được mệnh danh là liên minh huyền thoại dành cho giới yêu. Khi kết hợp hoàn hảo của thể loại nhập vai đánh quái với phong cách hành động đầy kịch tính, sở hữu cả hai map 3v3 và 5v5 cùng đầy đủ ba lan và khu vực rừng. Người chơi có thể tùy chọn các trận đấu với máy hoặc với người chơi khác. Game có đến hơn 30 nhân vật để bạn lựa chọn và mỗi nhân vật cũng có những kỹ năng đặc trưng cho từng vị trí riêng trong team. Phantom Esbon.
Advan 8 là một trong những tựa game đua xe hấp dẫn nhất trên các thiết bị di động ở thời điểm hiện tại. So với các phiên bản Advan trước, Advan 8 S-Bone lần này đã trưởng thành và hoàn thiện hơn với những kế thừa và điều chỉnh khá rõ rệt so với các phiên bản trước. Đơn cử như cơ chế engine trong trò chơi ngày càng được cải thiện và nâng cấp vượt trội. Điểm nổi bật trong phiên bản này có lẽ là ở các pha bay xe trên không hoặc những pha xử lý ở những góc độ nguy hiểm. Gameplay của Advan 8 được thiết kế với hơn 180 sự kiện trong chế độ Carry Mode cùng với hơn 9 đường đua sang trọng mới, 47 mẫu xe đẹp mắt và đặc biệt là chế độ chơi online multiplayer chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm đua xe mới mẻ và tuyệt vời nhất. Dungeon Hunter 5. Cốt truyện trong series Dungeon Hunter không mang phong cách sử thi anh hùng mà xoay quanh bối cảnh vương quốc Valentia bị tàn phá bởi bọn ác quỷ. Người chơi sẽ vào vai một nhân vật anh hùng đứng lên để chống lại chúng. Tương tự như phiên bản Dungeon Hunter 4, Dungeon Hunter 5 cũng sở hữu cốt truyện khá rõ ràng, mạch lạc. Game dẫn dắt người chơi vào một thế giới thần thoại giả tưởng cùng những cuộc săn lùng quái vật, những cuộc truy lùng khó khăn và những tên trùm cực mạnh. Go further in the unknown. Test your limits in the known world. Dungeon Hunter 5 nối tiếp những cuộc hành trình còn dang dở trong phiên bản trước. Đến với trò chơi này, bạn sẽ bước vào cuộc chiến khốc liệt giữa hai phe chính và tà. Trong đó, nhiệm vụ chính của game thủ là chiến đấu để giành lại vương quốc đã bị bọn hắc ám chiếm giữ. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một thợ săn tiền thưởng, bạn còn đảm trách những công việc lớn lao cao cả hơn. Bạn đánh giá như thế nào về năm tựa game này? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bình luận bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Top Game Channel để cập nhật những thông tin game và công nghệ thú vị mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Providing the only measure of safety in the land, and only for those that can afford it. I wonder, will you be among those devoured by the chaos that eats this land, bounty hunter? Or will you rise above the rest and be the one that evil comes to fear?